Chào các bạn quay trở lại với kênh của mình. Và bây giờ đang là mùa hè rồi, thời tiết rất là khó chịu phải không các bạn? Và chúng ta sẽ cùng nhau sưu tầm và chia sẻ những cái món ăn phù hợp với mùa hè nhé. Và trong video ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn món trân châu trắng. Trân châu trắng là món topping khá là phổ biến của các món ăn vặt như trà sữa, sữa chua. Cách làm thì rất đơn giản thôi. Tuy nhiên để làm ra những viên trân châu dẻo dai, mềm mềm, trắng trong như thế này thì có thể là mất khá nhiều thời gian. Và các bạn hãy thử tham khảo cách của mình để có thể sao cho làm những món trân châu này nhanh nhất, tiết kiệm thời gian nhất và đảm bảo là rất là ngon đấy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu cái nguyên liệu để làm món trân châu này nhé. Trong cái video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về trân châu là một bột năng. Ở đây thì các bạn cần cho mình khoảng 4 thìa bột năng nhé. Ở đây thì mình sử dụng nguyên liệu là bột năng thôi và mình không mix các nguyên liệu khác. Tiếp theo là các bạn chuẩn bị cho mình khoảng 2 thìa đường và nước đun thật sôi nha. Bây giờ thì sau khi đã chuẩn bị các nguyên liệu thì chúng ta sẽ bắt tay vào làm nhé. Rất là đơn giản thôi. Đầu tiên là bột năng, sau khi các bạn đã cho ra tô thì các bạn sẽ cho thêm khoảng 3 đến 4 thìa nước sôi. Ở đây thì định lượng khoảng 1 thìa bột năng thì các bạn dùng 1 thìa nước sôi. Tuy nhiên thì cũng phụ thuộc vào độ nở của bột và tỷ lệ các loại bột khác nhau mà các bạn có thể điều chỉnh các lượng nước sao cho nó phù hợp nhé. Và chỉ có một lưu ý ở đây là các bạn nên sử dụng nước thật sôi để bột được thành khối và không bị chảy mềm ra khi các bạn nhào nhé. Và các bạn cũng nên cho từ từ lượng nước cân đối, cứ khoảng một thìa bột thì các bạn dùng một thìa nước sôi nhé, để sao cho bột không bị quá nhão. Và các bạn có thể nhào dần như thế này. Khi các bạn sờ bột thấy như thế này thì các bạn sẽ nhào dần. Và các bạn kèm thêm một chút bột áo để không dính vào tay nhé. Tránh trường hợp các bạn sẽ đổ luôn trực tiếp rất là nhiều nước vào như thế thì các bạn cứ phải tăng thêm cái lượng bột và là không đảm bảo được cái lượng thành phẩm các bạn cho ra, đúng không ạ? Ở công đoạn này thì các bạn có thể cho thêm một chút đường, tuy nhiên thì các bạn chỉ nên cho ít thôi, bởi để khi các bạn nhào thì không tránh trường hợp là đường sẽ bị chảy nước ra do khi gặp nước sôi đấy. Và đường thì chúng ta sẽ có thể trộn vào hoặc là ngâm ở được sau, hoặc nếu như bạn nào thích thì chúng ta có thể cho thêm một chút đường vào đây nhé. Đó, các bạn nhồi như vậy thì đảm bảo rằng lượng bột sẽ phù hợp và không bị dính vào tay. Tiếp đến thì các bạn sẽ rải thêm một chút bột áo và chúng ta sẽ nhào để sao cho khối bột thật mịn và dai. Đó, bây giờ thì các bạn thấy rằng bột đã rất là hòa quyện với nhau thành một khối rất là dẻo như thế này thì các bạn có thể chia ra thành các khối bột nhỏ hơn để chúng ta lặn nhé. Ở đây thì mình làm với các bạn số lượng ít nên các bạn có thể để khối bột ở ngoài như thế này. Nếu như các bạn làm nhiều thì các bạn có thể bọc những cái khối bột chưa làm đến vào giấy ni lông hoặc là cho vào hộp để tránh trường hợp là bột bị khô khi các bạn để ở ngoài nhé. Đó, bây giờ thì các bạn sẽ phê bột thành những cái sợi dài như thế này. Tùy vào kích thước của viên trân châu mà các bạn có thể làm những cái thanh bột to hoặc nhỏ nhé. Và mình thấy rằng cái kích thước của cái viên trân châu như thế này là phù hợp. Khi các bạn dùng bột áo như thế này thì sẽ không bị dính vào tay và khi các bạn lăn rất là dễ. Đó, sau khi các bạn đã tạo thành những cái sợi dài như thế này thì bây giờ các bạn là chỉ cần dùng lấy dao và các bạn cắt thành những cái viên nhỏ như thế này rất là dễ phải không ạ? Thay vì các bạn phải lấy từng chút bột một để các bạn viên tròn thì các bạn có thể cắt như thế này. Chúng ta tiết kiệm được khá nhiều thời gian.
Bởi trong việc làm trân châu thì cách làm thì khá là đơn giản, tuy nhiên thì thời gian để viên được những viên trân châu thì khá là mất thời gian, vì vậy các bạn có thể tham khảo cách của mình để các bạn có thể tiết kiệm được thời gian và cách làm sao cho thật đơn giản nhất nhé. Các bạn cũng có thể viên từng viên như thế này, tuy nhiên thì các bạn có thể cho giải một lớp bột áo và các bạn sẽ xoa đều như thế này thì các viên trân châu cũng khá là hình, cũng khá là tròn đẹp rồi. Còn nếu như các bạn nào cẩn thận hơn thì các bạn có thể viên tròn từng viên một nha. Đó, các bạn chỉ cần xoa một chút thôi là viên trân châu đã có tương đối là tròn hơn một chút rồi. Và tương tự như vậy thì các bạn đã làm cho hết số bột còn lại. Và lượng bột này các bạn có thể làm và chúng ta sẽ để vào tủ lạnh dùng dần. Tiếp theo đó thì bây giờ trước khi luộc trân châu thì các bạn có thể làm một chút nước đường để chúng ta để nguội, lát nữa chúng ta trộn trân châu nha. Với cái lượng khoảng 2 thìa đường như vậy thì các bạn cho mình khoảng 100 đến 200 ml nước thôi, để cho lượng nước đường nó được ngọt đặc và để các bạn ngâm trân châu nó được ngấm. Các bạn chỉ cần đun sôi cho đường tan và các bạn để nguội là được. Và có một số bạn thì không thích ngâm vào nước như thế này mà các bạn có thể trộn đường trực tiếp vào trân châu thì các bạn cũng có thể không cần ở đây bỏ qua bước này nha. Và sau khi các bạn đã chuẩn bị xong nước đường thì các bạn sẽ chuẩn bị nước để luộc trân châu nha. Các bạn cho mình khoảng 500 ml nước vào đây và tùy thuộc vào cái lượng trân châu được nhiều hay ít mà các bạn sẽ cho. Và khi nước sôi thì các bạn bắt đầu cho những viên trân châu này vào luộc nhá. Một cái lưu ý ở đây là các bạn để nước hãy sôi thì chúng ta mình cho trân châu vào để tránh trường hợp khi mà các bạn cho trân châu vào nước nguội thì nó làm cho viên trân châu bị chảy mềm nhũn ra khi gặp nước nguội đấy. Đó, các bạn thấy rằng khi nước sôi các bạn đun một chút thôi là nó sẽ nổi lên, nhưng tuy các bạn sẽ đừng vớt ra ngay nhé, nó không giống như bánh trôi của các bạn. Bột năng thì mình cảm giác là để trong được thì các bạn phải đun lâu hơn một chút. Khi nước sôi thì các bạn có thể ngoái tan như thế này để tránh trường hợp các cái viên trân châu nó dính vào nhau. Đó, các bạn không nên vớt ra khi thấy bột nổi như thế này nhé, mà các bạn sẽ đun thêm trong vòng thời gian khoảng từ 10 đến 15 phút nữa. Đó, các bạn nhìn thấy các viên trân châu nổi lên rất là đều, rất là đẹp đúng không ạ? Với những viên trân châu mà các bạn chưa dùng đến ngay thì các bạn đừng luộc nhé. Các bạn hãy từ sau khi các bạn làm xong thì các bạn cho vào túi và hộp và chúng ta để tủ lạnh luôn. Khi nào cần đến, khi nào cần dùng thì các bạn mới luộc. Đó, các bạn sẽ đảo đều để các viên trân châu không bị dính vào nhau và chúng ta sẽ luộc trong khoảng thời gian từ 10 đến 15 phút nha. Đó, các bạn có thể đậy vung hoặc là không đậy vung cũng được. Các bạn nhìn thấy rằng cái nước luộc trân châu là cũng sẽ đục lại. Và các viên trân châu khi nở phồng lên đúng không ạ? Sau khi gặp đấy, sau khi các bạn nấu xong thì các bạn cũng có thể tắt bếp và chúng ta đậy vung trong khoảng thời gian khoảng từ 10 đến 20 phút nữa nha, để cho trân châu chìm xuống đáy. Thì khi vậy khi các bạn vớt ra vào nước lạnh sẽ trong. Đó, khi các bạn thấy rằng các bạn sau khi các bạn để nước nguội thì các bạn sẽ thấy viên trân châu vừa chìm xuống và bây giờ thì các bạn sẽ vớt ra cho vào tô nước lạnh nhá. Đó, các bạn nhìn thấy rằng khi các bạn cho những viên trân châu vào nước lạnh thì những viên sau nó sẽ nhìn nó sẽ trong và rất là mềm dai đúng không ạ? Các bạn ngâm trân châu trong nước lạnh khoảng 3 đến 5 phút nhá. Một lát nữa thì nó sẽ trong veo và rất là đẹp. Và sau khi ngâm xong thì các bạn sẽ vớt ra và chúng ta sẽ cho vào phần nước đường các bạn đã chuẩn bị. Và các bạn chỉ việc ngâm ở đây để cho viên trân châu ngấm đường và khi ăn thì rất là ngon. Hoặc là nếu như các bạn không đun nước đường thì các bạn có thể trộn luôn đường trực tiếp vào đây nha.
Đó, và như vậy là với thời gian rất là ngắn, cách làm rất là đơn giản thì các bạn đã có món topping cho những cái món ăn vặt rồi. Và chân trâu trắng thì đã trở thành một topping không thể thiếu trong những cốc trà sữa thơm ngon béo ngậy, và những viên chân trâu dai dai mềm mềm sẽ là trong những thức uống hiện nay và được sử dụng trong những cốc trà sữa và đặc biệt cả táo phớ đấy. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hãy đăng ký và like kênh ủng cho mình nhé.